cứ rải từng giây xuống. Đúng rồi, ok, tốt rồi đó. Hết tịch rồi. Ok, good. Đó. Thì bây giờ em cũng nhỏ cũng vậy, nhưng mà em rải nhanh hơn một chút nữa. Tức là thay vì nãy là từng giây, thêm một cái nữa. Đúng không? Đó. Nhà nó đã hết tịch rồi đúng không? Còn rải thêm cái nhanh hơn. Đó, rồi đấy. Nó là thứ nhưng bị thứ. Chân ok, good. Nó ra được hợp âm rồi đó. Nhớ đọc tên nó lên nha. Ok, đó, cái đó hợp âm gì nhớ đọc tên lên nha. Đã được hai hợp âm rồi đó. Rồi, giờ em thử làm quen với cái này ha. Này là re thứ với re trưởng.